Hồ Bích Trâm, cô nàng diễn viên thân thuộc trong những bộ phim truyền hình đã đến với chương trình Bí ẩn song sinh tuần này. Lần này là ông tới gặp bạn rồi đúng không? Ông có biết tại sao tôi cam tới đây không? Cặp song sinh xinh đẹp và thú vị, Kim Tĩnh, Kim Hoa. Cùng đôi bạn thân nhí nhảnh đáng yêu, Cẩm Linh, Kiki. Ai hiểu ai hơn, độ hiểu nhau của từng đội chơi được thể hiện rõ nét. La bàn, các bạn được cộng thêm 10 điểm nữa. Thử tài thách trí, hai đội chơi đã tạo được sự gay cấn từ những phút bắt đầu thử thách. Em à. Căng não với những con số đặt cược. 2 sẽ 4 cầu. 5 dạ 6. May mắn sẽ mỉm cười với đội nào để mang về cho đội mình điểm số cao nhất. 1 là 7 câu đúng. 2 là nhiều người trả lời, em chọn đi. Hãy đón xem Bí ẩn song sinh mùa 2 tập 4 17 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 5 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.